Để mình kể nghe câu chuyện rất là đặc biệt nè. Cái khi mà mình là chơi trang blog á, mình hay cãi lộn với mấy người Việt Nam ở trên blog á. Thì cái thằng bạn ở bên Mỹ, Michigan á, nó mới nói rằng là bà hay cãi lộn quá đi, để tôi làm cho bà mấy cái trang blog ở bên tụi nước ngoài để nó không biết tiếng Việt, nó khỏi cãi nhau với bà. Đó, thế là bắt đầu nó làm cho mình mấy trang blog, nó quản lý cái trang blog của mình luôn, bởi vì mình không có biết làm blog. Thế là mình cứ lên mình đăng bài mình chơi thôi, còn nó là người chỉnh cái trang blog của mình đẹp này nọ lung tung hết á. Vậy đó, thì khi mà mình chơi thì mấy người nước ngoài người ta bắt đầu người ta coi hình, người ta đọc mấy cái bài viết của mình bằng tiếng Việt á, người ta phải đưa lên Google dịch để người ta hiểu. Tại vì ở trên trang blog là những người ở nước ngoài người ta chơi blog, người ta viết văn, viết thơ này kia, chứ không có những kẻ tào lao. Đó, thế là người ta mới gửi ad với mình, thì người ta mới gửi tin nhắn. Người ta gửi tin nhắn cho mình thì người ta nói bằng tiếng Anh. Thì 4 lần, 5 lần rồi vẫn không thấy mình trả lời, nhưng thấy mình vào đọc. Đó, thì tới cái lần thứ 5, thứ 6 thì người ta tức quá vì mình đọc mà mình không trả lời. Thì người ta mới nhắn một câu. Thì tất nhiên là mình đọc là mình phải bỏ lên Google, mình hiểu người ta nói cái gì rồi, nhưng mình không trả lời. Thì người ta mới thắc mắc, người ta nói mình là khinh thường người ta. Thì mình mới bắt đầu mình viết bằng một tiếng Việt, mình không viết tiếng Anh. Mình viết tiếng Việt, mình nói thứ nhất là tôi không tìm đến bạn mà bạn muốn làm bạn với tôi, bạn muốn kết bạn với tôi. Thứ hai là tôi không biết tiếng Anh mà tôi chỉ biết tiếng Việt. Đó. Thứ ba là tôi có chồng và đang rất hạnh phúc, tôi không cần tìm những người bạn mới. Đó, thì nếu như bạn nói tiếng Anh, tôi không trả lời bạn. Nếu bạn nói tiếng Việt, tôi sẽ nói chuyện với bạn. Xong, sau khi nó đọc xong cái câu trả lời của mình, thì bắt đầu là nó phải viết tiếng Anh rồi nó bỏ lên Google dịch để nó copy tiếng Việt nó trả lời cho mình. Thì bắt đầu từ khi mà nói tiếng Việt thì mình mới bắt đầu chơi với nó, mình bắt đầu trò chuyện, nói chuyện. Tất nhiên là mình nói tiếng Việt, nó muốn hiểu nó phải dịch Google, xong rồi nó phải viết tiếng Anh, nó copy từ Google bằng tiếng Việt nó bỏ qua cho mình. Cho nên chính vì vậy mà người ta phải tôn trọng mình, còn người ta không thích cách chơi đó của mình thì bye bye, đi chỗ khác chơi. Vì người ta cần chơi với mình, người ta gửi ad mình. Mình không cần chơi với người ta, mình không gửi ad người ta. Đó là một cách mà các cô gái cần phải học. Để làm gì? Để người ta biết tôn trọng mình trước. Còn nếu như mình cần chơi với người ta, tất nhiên người ta sẽ không tôn trọng mình. Mình phải cho người ta thấy rằng là ai cần ai